Vụ cô gái Lương Hải Như mất tích bí ẩn, hé lộ thời điểm trả kết quả giám định ADN. Ngày 10 tháng 11, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung liên quan đến vụ cô gái Lương Hải Như, 23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội mất tích bí ẩn nhiều tháng nay. Theo người đăng tải bài viết, gần đây gia đình cô gái Hải Như được cơ quan chức năng thông báo về việc phát hiện một xác ở sông Tô Lịch có nhận dạng giống 80% cô gái 23 tuổi này. Bài đăng cũng cho biết hiện cơ quan điều tra đã lấy ADN của gia đình Hải Như để xác nhận danh tính của xác. Trao đổi với báo chí, ông T, bố Hải Như xác nhận, đầu tháng 10, gia đình được một cán bộ công an thành phố Hà Nội liên hệ thông báo có một vật thể lạ ở sông Tô Lịch, đoạn gần cầu Cót và đề nghị người nhà cô gái cung cấp ADN để đối chiếu xác minh danh tính. Tuy nhiên, theo ông T, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được kết quả giám định từ phía cơ quan điều tra. Vì vậy, thông tin cho rằng vật thể lạ trên có nhận dạng giống đến 80% Hải Như là không chính xác. Ông T cho rằng thông tin này đã lan truyền trên mạng xã hội từ lâu, tuy nhiên gia đình ông cũng chưa từng được nhận dạng xác ở sông Tô Lịch nêu trên. Chia sẻ thêm, ông T mong muốn các cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn, sát sao hơn trong vụ việc của Hải Như. Gia đình tôi đã rất khổ tâm rồi, hy vọng rằng con gái tôi còn sống là rất mong manh. Chúng tôi chỉ mong sớm tìm được con. Ông T tâm sự, hiện vấn đề được rất nhiều người quan tâm là mất khoảng bao lâu gia đình Hải Như sẽ nhận được thông báo về kết quả giám định ADN từ cơ quan chức năng. Chia sẻ với phóng viên, chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải, Hà Nội cho biết. Theo luật định, thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Tùy thuộc vào mục đích để giám định ADN sẽ có mức thời hạn khác nhau đối với kết quả trưng cầu giám định. Nếu chỉ giám định ADN của người đã mất để xác định danh tính, sẽ không thuộc trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định theo luật. Tuy nhiên, đối với trường hợp nêu trên là thực sự cần thiết nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan tới vụ mất tích của cô gái trẻ Lương Hải Như. Theo đó, thời hạn giám định tối đa là 3 tháng. Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 4 tháng. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành ra kết luận giám định. Cùng ý kiến xoay quanh thời hạn trả kết quả giám định ADN, luật sư Đỗ Thanh Tâm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, nội dung này được quy định trong luật giám định tư pháp sửa đổi năm 2020. Cụ thể, theo luật định, thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Luật giám định tư pháp quy định, trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn, thì cá nhân tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành ra kết luận giám định. Luật sư Đỗ Thanh Tâm viện dẫn, suốt 4 tháng qua, ông T cùng gia đình ngày nào cũng tìm kiếm từ lúc tờ mờ sáng cho đến 21-22 giờ mới trở về nhà. Người cha đi lại khó khăn, vài hôm lại gắng gượng qua cơn đau ốm để tiếp tục tìm kiếm con. Người cha cho biết, chi phí tìm kiếm đã lên đến 300-400 triệu đồng, một con số quá lớn đối với gia đình. Từ hôm Hải Như mất tích, cứ đặt lưng xuống là tôi mong trời nhanh sáng để còn đi tìm con gái. Chi phí không nhiều như đợt đầu, nhưng bây giờ, mỗi ngày cũng tốn dăm 300, lo cho mọi người cơm nước, đồ ăn, dụng cụ tìm kiếm. Ông T nói.